Hello anh em, mình hướng dẫn mọi người kết nối. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối vào cổng Kala cho tất cả những hãng xe, chỉ cần cắm vào là xong. Rồi lúc này cả nhà sẽ nhấn nút khóa và mở. Rồi ok. Thì chúng ta nghe thấy thiết bị con nét nó kêu tít một cái là thành công. Rồi lúc này anh em sẽ mở là gì cho mình? Wi-Fi, Bluetooth và vị trí. Rồi lúc này anh em sẽ tải ứng dụng về, chúng ta sẽ gõ lên. Đấy, chúng ta sẽ gõ. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bấm vào. Rồi thì lúc này anh em sẽ nhận diện Bluetooth. Đấy, cái mã máy số là 6 số, tất cả nó ghi ở đây cho anh em ha. 421473. Rồi nó sẽ nhận diện với cái thiết bị máy của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ bấm vào. Rồi lúc này anh em sẽ nhìn thấy này, mã kích hoạt phần cứng và mã kích hoạt phần mềm. Phần cứng phần mềm thì anh em sẽ ấn vào, nhập vào cái mã số ở đây, phần cứng phần mềm 411 bao nhiêu đó, D7B92. Đây là phần mềm và phần cứng. Rồi anh em chỉ cần nhập vào đây là xong. Nhập xong rồi thì anh em sẽ bấm vào kích hoạt. Rồi lúc này tít tít là chúng ta thành công. Vậy lúc này sẽ trải ra một cái giao diện. Đấy, tùy theo vào cái điện thoại hoặc là iPad của anh em to hay nhỏ, hệ thống động cơ và phần ABS, và chúng ta có nhu cầu remap tung lên thì vào đây. Rồi chúng ta sẽ vào cái hệ thống động cơ. Rồi chẩn đoán tự động, chẩn đoán thủ công thì bây giờ chúng ta nên đi vào tự động. Rồi ok. Đó, và lúc này nó sẽ nhận diện ra cho ta những cái tên hãng xe. Rồi đấy, có Smoky hay không, năm sản xuất, chúng ta bấm chẩn đoán. Rồi ở đây nó sẽ ra cái giao diện cho chúng ta 9 hạng mục: đọc, xóa dữ liệu động cơ, kiểm tra khí thải, phân tích dữ liệu động cơ và chức năng đặc biệt, xem dữ liệu đã lưu, nâng cấp phần mềm và thông tin của xe. Rất là hữu ích cho anh em. Trên sản phẩm có 4,5 triệu, nhận ngay 3 phần quà và đồng thời một nhóm học online. Chúng ta hầu như những ai cũng vậy, chúng ta sẽ đọc lỗi đầu tiên. Rồi xe này không có ma lỗi, chúng ta bấm ok. Rồi không có ma lỗi thì chúng ta không cần phải xóa. Vậy chúng ta sẽ vào ngay cái dữ liệu động cơ. Rồi tất cả ở đây tích hết vào ô vuông, chúng ta chỉ cần bấm ok. Chúng ta tuyệt vời không, thấy tốc độ máy, gốc đánh lửa, vị trí bướm ga là không. Đó, và điện áp 487,5mV. Chúng ta kéo hết ga lên, anh em nhìn thấy điện áp nó sẽ là 4V3. Và vị trí của bướm ga nó sẽ là 77 độ, nhả hết. Đó, rất tuyệt vời. Đấy, chúng ta kéo lên. Đó là chúng ta sẽ vào cái dữ liệu động cơ. Xong chúng ta sẽ thoát ra. Đấy, thoát ra. Đấy, rất dễ cho anh em sử dụng. Và chúng ta muốn remap thì chúng ta hãy vào đây. Remap. Remap cho hãng xe Honda hay là Piaggio. Chúng ta đang kết nối với hãng xe Honda thì vào Honda. Rồi chúng ta sẽ chọn vào ACG. Cái này là Kenhi ACG. Rồi chúng ta sẽ tự động. Rất thông minh. Tự động. Đó. Rồi ra hãng xe, tên xe, năm sản xuất, bấm remap tuning. Rồi anh em nhìn thấy không, 10.500 giờ VM, off Smoky, off Van Evapo, rất nhiều. Và đồng thời anh em muốn map gốc là ở đây. Đó, cái này anh em remap thêm xăng, hoặc là chúng ta muốn xuống khóa chìa, hoặc là SU bị hư thì chúng ta nên off tính năng bảo mật. Đây, Van Evapo, Epat, rất tiện lợi cho anh em. Đấy, anh em nào cần về sản phẩm thì anh em vui lòng liên hệ với tay ga Địch Tuấn, sẽ sản phẩm nhỏ gọn để anh em kết nối full 6 hãng xe, remap mở tour. Đấy, đọc phân tích dữ liệu thì vui lòng liên hệ cho mình nha. Rất tiện ích cho anh em. Rất ok. Rất tiện lợi nha. Đấy, remap vào lại cái động cơ tự động. Ok. Đấy, cho bạn thấy tuyệt vời không? Chức năng đặc biệt có cái gì? Chức năng đặc biệt cho anh em cài đặt là SM, đọc mã lỗi lịch sử và xóa. Chúng ta sẽ cài đặt là SM. Reset.
Rồi, chúng ta reset thành công. Và nên tắt bật khóa điện để nổ lại gan ti trong vòng khoảng 10 phút để thiết lập lại. Đấy, anh em nào quan tâm sản phẩm thì comment inbox với tay ga thì Tuấn ngay hơn. Cảm ơn mọi người.